Các bạn đến với chuỗi video dành cho người mới. Nếu như hôm nay bạn xem video này lần đầu tiên thì các bạn hãy quay lại những video trước để mình hướng dẫn chi tiết từ đầu đến cuối để chúng ta sẽ có được một cái kiến thức cơ bản nhất khi mà các bạn vào mùa lễ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách để có thể làm được cái bó hoa này với cái chi phí nó rất là nhỏ, và cái mẫu này thì chắc chắn là mình sẽ bán được nhiều trong cái mùa lễ Tết sắp tới. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo cái mẫu này các bạn nhé. Rồi, để làm được mẫu này thì đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị là 10 bông hoa nhũ nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng đến cái miếng xốp như thế này. Thì chúng ta sẽ cắm như sau. Các bạn sẽ cắm là 3 bông lên trên này. Đó. Đây. Sau khi cắm xong được 3 bông này nhá. Đây. Thì các bạn sẽ cắm tiếp 2 bông ở đây này. 2 bông so le đây này. Chỗ này này, quyết đây. Đã cắm 2 bông ở đây này. Đấy. Hai bông ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm hai bông bên sườn. Đó, như vậy là chúng ta được. Tiếp theo thì nó sẽ có 3 cái chỗ này. Đó, chúng ta sẽ cắm 3 bông còn lại. Đó. Đây. Thì cái chú ý đầu tiên đó là nó sẽ kết thúc ở đằng trước như thế này. Khi chúng ta bóp giấy vào đây thì nó sẽ kín luôn. Còn nếu như các bạn làm tất cả đằng này, ví dụ như đây thì khi chúng ta bóp giấy đây thì nó sẽ có một cái khoảng trống như thế này ở chỗ này. Và bó hoa của chúng ta nó sẽ không được đẹp nữa. Đấy, nên là chúng ta nhớ là cắm là luôn luôn kết thúc ở đằng trước như thế này cho được. Sau đó thì ba cái này nó phải kết thúc bằng nhau để khi chúng ta bóp giấy ở đây thì nó sẽ đều. Còn nếu như các bạn cắm một cái tận dưới này thì chúng ta bóp phát này thì cái hoa của chúng ta nó sẽ tẹt xuống đây. Như vậy thì nó nhìn cái bó hoa là nó nhỏ lại. Đấy, còn nếu như mà chúng ta bó bằng cái này thì nó lại có một cái khoảng trống ở chỗ này thì giấy cho vào nó sẽ không được đẹp bó hoa nữa. Nhớ là sẽ phải kết thúc ở đây, kết thúc đằng trước, và ba bông cắm này cái chân nó phải bằng nhau như thế này. Đấy, sau đó thì mình sẽ điểm thêm một cái trang trí ở đây. Đó, rồi sau cùng thì chúng ta sẽ bôi keo vào đây cho nó chắc nhé. Đó là chúng ta xong cái phần này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành bó nhé. Ở đây thì mình dùng đến là giấy xốp hàn này, giấy lót này. Đấy, mình sẽ dùng đến cái giấy lót này. Đây, cái này rất là dày, cắt đôi. Cái này là do là nó thừa dài nên là mình sẽ cắt thêm như này nhé. Cắt bớt cái này đi. Đó. Mình sẽ tận dụng cái này. Tí nữa mình dùng. Đây. Như vậy là chúng ta xong cái phần trên này. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng đến cái giấy này nhé. Đây. Chúng ta sẽ tận dụng lốt để cho nó hết cái giấy này. Còn nếu các bạn không có cái giấy này, nó không thừa ấy, thì các bạn sẽ dùng đến giấy mách cho tớ nhỉ. Nhưng ở đây tớ dùng cái giấy này cho nó tận dụng. Hai cái. Các bạn chú ý là giấy chúng ta mới làm á thì chúng ta nên làm đến đâu nó tận dụng hết đến giấy, đừng bỏ lãng phí, hoặc là đừng có làm cái này xong là lại lấy sang giấy khác, như vậy nó sẽ rất là dễ bị thừa nhiều nguyên liệu và chúng ta không tận dụng được. Do là chúng ta mới làm nên chúng ta bán lẻ là chính, nên là nên tận dụng để cho cái nguyên liệu của mình nó được tiết kiệm nhất có thể nhé. Rồi. Đây.
Như vậy là chúng ta đã xong phần bên trong nhá. Tiếp theo thì ở bên ngoài chúng ta sẽ dùng đến 3 tờ giấy nhé. Các bạn dùng đến 3 tờ giấy xốp hàn cho tớ ạ. Đây là xốp hàn nhá. Giấy đây là giấy xốp hàn này. Giấy xốp hàn này nó cũng giống như giấy mách kia, nó sẽ có thớ cho tớ. Đây các bạn nhìn này. Thớ của nó sẽ gấp dọc như này. Nếu như các bạn làm đúng thì chúng ta sẽ có được cái bó hoa phồng, nhưng nếu như chúng ta mà không làm đúng thì nó sẽ có một cái bó hoa nó bị xẹp xuống. Đây các bạn nhìn này. Ở đây nhá. Chúng ta thấy này, cái thớ nó đi như này, đi dọc như này. Nếu như chúng ta gấp đúng thớ như này, đấy, bóp vào nó sẽ không bị phồng nhiều, không bị bẹp nhiều. Nhưng nếu như chúng ta làm này, đây này, chỉ cần gấp cái nó đã bẹp mắt như này rồi, là nó không đúng. Còn nên là chúng ta phải cần phải làm như này, bóp mà nó phồng này là đúng. Nhưng nếu bóp phát nó xẹp này là sai nhá. Đấy, nếu như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng đến 3 tờ giấy này nhá. Thì đây, tờ đầu tiên chúng ta để đây, để nguyên không cắt gì nhá. Đấy, tờ thứ hai, thứ ba thì chúng ta sẽ cắt đôi. Đầu tiên chúng ta cắt đôi cho được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt này, cắt gấp hai tờ đầu tiên, chúng ta sẽ gấp 1 phần 3 và 2 phần 3 này. Để ra đây. Hai cái mảnh còn lại ta cấp cắt làm tư cho tớ. Đấy, nha. Như vậy là ba tờ này, một tờ chúng ta để nguyên. Được không? Một tờ chúng ta để nguyên. Sau đó thì là một tờ chúng ta cắt 1 phần 3 và 2 phần 3. À, sau đó thì chúng ta sẽ làm như sau nha. Tờ nguyên này, ta gấp này, ngược này, xuôi này. Đây vào đây. Nhớ là từ đây đưa lên nó chỉ tầm 5 đến 7 cm thôi nhá, không để dài quá xấu. Để nào. Các bạn chú ý là cái giấy xốp hàn này là một cái loại giấy mà làm nó rất là dễ, nên là các bạn có thể tận dụng để có thể làm nhé. Nhưng mà nó đắt, nó đẹp nhưng mà nó đắt, hơi đắt. Nhưng cái giấy này nó có cái nhược điểm nó hay bị bẩn. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng đến cái tờ 2 phần 3 này này. Gấp vào đây, gấp chéo, để vào đây, úp vào. Các bạn chú ý là cái giấy này nó rất là dễ gói. Tương tự. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái giấy này để gấp tiếp vào đây. Đấy, sang bên này. Sau cùng thì chúng ta dùng đến hai cái mảnh này nhé. Đấy, các bạn gấp gấp chéo như này cho tớ. Đây. Gấp này, một cái ngược một cái xuôi như này, tớ sẽ ôm vào đây. Sau thì chúng ta sẽ thấy là các bạn sẽ thấy có hai cái mảnh này. Đó. Cuộn đây. Cuộn đây. Để vào đây. Sau đó chúng ta để ở giữa nhé. Cuộn vào đây.
ta sẽ xong như thế này. Nếu trong trường hợp mà các bạn thấy nó dài cái chân này quá, chúng ta có thể cắt bớt đi nhá, thì trong bó hoa nó sẽ có cái độ tròn hơn, nhưng đây thì nhìn nó sẽ dài hơn. Đây, ở đây sau đó thì chúng ta sẽ buộc nơ. Rồi, buộc nơ mình hướng dẫn rất kỹ ở một video trước rồi nha. Video này thì mình chỉ làm cho xong cho nó nhanh, tối tiết kiệm thời gian của các bạn thôi. Còn mình hướng dẫn rất kỹ cách thắt nơ này rồi. Như vậy là chúng ta đã xong cái mẫu này, và mình tin là cái mẫu này chắc chắn nó sẽ bán cực kỳ chạy. Giá vốn nó không đáng bao nhiêu đây các bạn nhá. Đây, ví dụ như ở đây là 10 bông hoa như thế này thì nó rơi vào là như là mình đang bán là 460 một thùng 200 hoa. Thì như vậy 10 bông nó sẽ là 23.000. Đấy, cộng với 3 tờ giấy, 3 tờ giấy thì nó rơi vào là 6.000. Đấy, 6.000 cộng với cả 23.000 là 29.000, 30.000. 30.000 cộng với cả 5.000 các thứ là tầm 35.000. Thì chúng ta bán bó này bán lẻ thì hoàn toàn có thể bán được 100.000 đến hơn 100.000. Đấy là các bạn có thể bán lẻ bó này như vậy. Còn viện như nhà mình là mình sẽ bán bó này nó khoảng tầm 150. Còn nếu các bạn thì tùy vào các bạn có thể là mới như là mình có thể là mình chưa tự tin để mình bán giá cao hơn thì mình có thể bán giá 100.000 với cái bó này cũng được. Đó. Thì chính vì vậy thì chúng ta làm sao chúng ta sẽ làm những cái mẫu nhìn cho nó đẹp sang một chút để chúng ta có thể hút được khách hàng trong những cái ngày lễ Tết. Thì với những cái mẫu này chúng ta rất là dễ bán bởi vì giá nó hợp lý và dễ nhiều người mua được. Đó, thì hy vọng rằng là các bạn sẽ có thể tạo được những cái mẫu mới lạ, đẹp, bắt mắt khách hàng để có thể bán được và tạo được cái thu nhập trong mùa lễ sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.